Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được thí điểm triển khai lần đầu thông qua quyết định số 1209 của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 6 năm 2015. Từ đó đến nay, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có nhiều lần sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm nâng cao tính pháp lý của việc sử dụng, quản lý hóa đơn chứng từ, đảm bảo hóa đơn điện tử trở nên phổ biến trong cuộc sống, tiến tới thay thế hoàn toàn cho hóa đơn giấy. Đặc biệt trong thông tư số 78 năm 2021 của Bộ Tài chính, lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc được xác định rõ ràng nhằm hỗ trợ cả các doanh nghiệp và cơ quan thuế trong việc chuyển đổi hình thức hóa đơn. Mời quý vị theo dõi một ống kính tâm sự hôm nay để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019, Quốc hội khóa 14, Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2020, Thông tư số 78 năm 2021 ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính, lộ trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc dự kiến gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định. Giai đoạn 2, từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022, triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố còn lại. Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 1, theo đó đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, hoàn thành tối thiểu 70% và phấn đấu 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021, hoàn thành tối thiểu 70% và phấn đấu 100% số lượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ. Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức triển khai giai đoạn 2, đảm bảo đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế. Vừa tiết giảm chi phí hành chính, vừa xây dựng được cơ sở dữ liệu lớn đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với các cơ quan thuế mà còn đối với khu vực doanh nghiệp và nền kinh tế. Việc đảm bảo triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 thành công theo đúng lộ trình sẽ là cơ sở quan trọng cho giai đoạn 2 khi áp dụng rộng rãi hình thức hóa đơn điện tử vào cuộc sống. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Với số lượng lên đến hàng trăm đơn hàng trực tuyến mỗi ngày, việc sử dụng hóa đơn điện tử là một giải pháp linh hoạt giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp này. Áp dụng hóa đơn điện tử Kunmet thì bắt đầu từ năm nay mới áp dụng. Và cái lý do thực ra là cái lượng hóa đơn Kunmet phát sinh khá là nhiều vì mình bán lẻ. Việc áp dụng hóa đơn điện tử thì giúp cho Kunmet rất là thuận tiện trong việc là có thể đáp ứng cái nhu cầu khách hàng ngay lập tức. Bởi vì khách hàng cần hóa đơn thì hoàn toàn có thể xuất và gửi hàng ngay. Thì đây là cái mà Kunmet tập trung hướng vào trước, cộng với câu chuyện đó giảm tải những cái thủ tục giấy tờ, lưu trữ của hóa đơn truyền thống cho phòng kế toán tài chính. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến nay có trên 837.300 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99% số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, số lượng hóa đơn tại 6 tỉnh, thành phố lớn trong giai đoạn 1 chiếm đến 70% tổng số hóa đơn trên toàn quốc. Theo quy định mới tại Thông tư số 78 năm 2021 của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và truyền dữ liệu thông qua các đơn vị cung cấp giải pháp được Tổng cục Thuế lựa chọn chính thức. Khi BKV hóa đơn kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế, sẽ giúp cho hàng trăm nghìn khách hàng của chúng tôi đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử có thể đăng ký sử dụng trực tiếp ngay trên phần mềm hóa đơn mà không cần phải đăng ký trên các hệ thống kê khai thuế phức tạp như trước đây. Và đặc biệt thì doanh nghiệp sẽ không phải tốn công để báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ như trước đây mà họ có thể kết nối trực tiếp dữ liệu lên Tổng cục Thuế và cơ quan thuế có thể kiểm soát được cái dữ liệu hóa đơn sử dụng của doanh nghiệp. Để thực hiện giai đoạn 1, Bộ Tài chính đã phối hợp với 6 địa phương triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về triển khai hóa đơn điện tử, đảm bảo người nộp thuế thuận tiện trong việc lập và chuyển đổi hóa đơn theo quy định mới. Tổng cục thuế chỉ đạo các cái đơn vị, các cục thuế là tổ chức tuyên truyền các cái nội dung lợi ích của hóa đơn điện tử cũng như là các cái quy định trong về hóa đơn điện tử trong luật quản lý thuế cũng như quy định 123 và thông tư để người các cái doanh nghiệp người nộp thuế biết và áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử. Tổng cục thuế cũng chỉ đạo các cơ quan thuế là thành lập các cái đường dây nóng để có thể hỗ trợ hướng dẫn các cái doanh nghiệp cũng như các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để hiểu rõ
và giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử theo cái nghị định 123 cũng như thông tư 78. Và chúng tôi cũng hy vọng trong tháng 11 đến tháng 12, cuối tháng 12 thì chúng tôi cũng có thể đảm bảo được những cái đơn vị đã thực hiện hóa đơn điện tử theo thông tư 32 sẽ chuyển đổi thành công và thực hiện tốt theo cái hóa đơn điện tử mới theo thông tư 78. Triển khai hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Chính vì thế, việc đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình là ưu tiên quan trọng, cần sự phối hợp đồng bộ của cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới. Mục ống kính tâm trấn cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.